Em quên anh rồi đúng không? Quên bún pizza. Em quên cục lơ anh đúng không? Quên cục lơ gì đâu. Bún pizza giỏi đúng không? Có bún biết bún pizza là quán cơ. Thôi em quên cục lơ anh ngồi vậy. Chỉ có hôm bữa anh bị lỗi lầm với em vậy thôi mà em làm ghê vậy. Tại vì em không có qua đây được. Về hả? Bánh đông rồi. Chiều bánh đông rồi. Kỳ chơi gì nữa? Kỳ lấy cái ghế chưa? Không, cái này có mà. Kỳ ăn miếng chả. Chơi chút đi em gái. Họ chơi chị nè em. Bấm chả ra rồi. Bấm vô mà. Mày đi ra chỗ khác thôi. Cho bà. Thành thành thủ rồi. Thằng thiết mộng cầm. Có bồ cái đuổi mộng cầm ra liền. Tỉ xấu rồi. Thằng thiết mộng cầm. Ăn thử thôi. Ngon. Ngon. Hợp em không? Muốn ăn chả chưa cơm nha. Ăn chả chưa cơm. Nó ngon. Mình ăn chả. Cái này của bà nè phải không cầm. Đó. Ủa sáng ăn cơm gì má? Hôm nay mọi người bông, nha. Ở chừng kế bên chỗ tiệm á. Ở trong phòng nó lạnh. Quán cà phê bỏ cái quán cà phê kế bên không? Nam mấy em cũng live stream cũng qua gần 2 giờ cũng có 2 giờ mấy mọi người. Thì mấy em ngồi chút xíu cũng vui lắm mọi người. Ừ. À, hôm nay nói hai vợ chồng không có thương nhau đâu thể hiện rồi. Đó mọi người vậy đủ đôi dâm cho mọi người. Không cái nữa mới tình. Muốn bị ôm mà thì tình. Như vậy hả chồng ai ngày qua như nhậu vậy. Chuyện của tôi chứ mà. Rồi nói đi. Nửa tiếng 130 là giống như là. Đó là nói gì đi. Là giống như là mình phải lấy tiền chuyển bà thì. Thôi nè. Chuyện nữa. Chuyện đó là bà nói kế giữa bà xử giùm em. Thôi. Bà chỉ là một con đào. Xích vô đi. Cái gì? Xích vô đi. Xích vô đi. Trời ơi, trời em có ngồi đâu tiếp em về. Về là đi xích vô đi. Còn thiếu khách ai nữa. Ừ, bà anh có khách mà. Đó, thấy chưa? Bà với ông Thuận nó ý, ông có hạ. Sáp vô hai má lên chồng. Ừ. Cái sáp vô ngoài vậy. Ừ. Còn anh nhá. Chồng chung, chồng chả, ai hầu hạ thì hơn má ơi. Đúng rồi. Thôi uống bia đi cho vui đi. Kìa cầm múc cho anh chẳng. Vô. Thôi được rồi. Vô đây mọi người nha. Nghe nhóm mình vui nha mọi người. Dạ mấy em đã chim xong hết trơn mấy em đi ăn mọi người ơi. Ngay. Dạ. Em lấy cho anh ly bia cho vợ anh coi. Trời ơi. Ủa em nào coi. Đi ra em đi lấy ly cho anh uống cho. Hôm nay làm gì anh tốt cho chị. Tự múc luôn. Anh không có chiều mấy vấn đề đâu. Thì anh múc thôi quyền của anh nên đâu có nói gì đâu. Ăn đi con. Cơm được. Sống có lúc dòng sông có khúc mà. Đúng rồi. Ta chia tay sẽ đẹp hơn. Miếng cưỡng sẽ không hạnh phúc. Miếng cưỡng chỉ làm em đau. Từ đây tôi sẽ không còn tình thương. Vì không ai tốt hơn chính mình. Tôi sẽ không nhận ra. Tôi sẽ không nhận ra lòng không nhôi đâu vì đâu phải là anh sao đứa mặt bởi bạn cũng rất yêu quên bài gì mà nhiều quá không đó đó bài gì là bởi gì đam mê đó bởi gì đam mê đó vì mới của con hả ôi anh múc cơm em hả em cũng cảm ơn anh nhiều nha. Excuse me giữ mặt với anh nghe excuse me can you tính tế một bên chú ơi mà ngồi thích qua đi lễ cho nó ngồi lâu kem vô tính tiếng bên vợ mi ngồi ở chú pha chú nào chú pha chú chơi hai chú dạ chị ở trên cục đá gì ơi trời mặt mày có vướng mà hai đào kêu lần hai đào người thì không có ngồi bên đây uống bia mình đâu rồi má này dâm vừa hai đào luôn trời đào dâm vừa lâu ông phải chiêm cái đào này qua bên đây mới đúng á đặt tính tiền mới thấy cái cảnh này muốn chia không chia chưa muốn chia không danh tôi chia liền cho tôi mừng lắm đó danh muốn không lấy tính tiền lấy cảnh hôm nay định ngồi tính nhiêu không 7-8 luôn cũng được sao vậy còn chiếc hôm nay muốn bán nghỉ bán rồi cái bán đầu xiên nướng rồi nhưng mà nè rồi nay chơi đến 7-8 luôn để cho người ta đi điện người ta để người ta làm tự nhiên cô là chiếc cứ ngồi yên đi cô làm bé người ta cứ ngồi yên đi trời ơi bé nữa trời bà muốn ngồi nè đưa trong danh ngồi với bà nè tôi chấp nhận ảnh là con trai ảnh thích con gái để cho chồng chơi ảnh không thể nào mà ảnh quen với bd được trong những bóng được đâu bên này là mày nói tao không biết cái đó là tao không biết á vậy là vợ chồng cãi lộn gì đó luôn hả em ăn đi em nói nhiều quá
Vô Bảo ơi. Xà lơ lắm rồi đấy. Vô. Em xà lơ. Em mất cái xà lơ của em rồi. Có ăn không? Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi. Còn nãy đêm cuối nỗi cho cả đời. Ân tình từ như mây cao, chỉ còn mình tôi đơn côi. Người ta đã quên hận rồi. Người đã quên đi bao lời yêu hâm nặng. Người đã xa ta rồi. Ta cũng nhiều không em đau đớn lòng nhìn anh lần cuối anh đi rồi mà xa ngàn cưới nghe thương sầu xót xa lòng tôi anh hãy về với mộng cầm cho ngồi đi anh khỏi đi má mày ăn đi nó nhiều mày xà đã mày xà đã rồi mày bắt đầu ở về với tao hả không có đâu má rồi rất thích rồi anh bắt đầu xài hả hộp cỏ đi rồi muốn cơm rồi ổng chuyện hơi khó quá bước chân dần ăn miếng bảo ăn đi chị má nãy ăn cơm rồi má quên má lai má nói bụng má tự bắt xuống ăn luôn mời mọi người nha cơm ngon lắm mọi người ơi ai cũng đói á rất là ngon mọi người ăn trên 7 giờ tối luôn mọi người còn 7 giờ tối luôn nè. Một lát thôi tôi bung có một cái kèo. Bà nhảy sexy với bà cầm. Ai nhảy hơn tôi lên bông cho. Trời ơi thôi. Cái bông này bông thiệt. Bông giả bông thiệt nào. Trời ơi trời ơi. Bông giả bông thiệt chưa nói tôi nói anh đòi không. Tôi là người mang thế giới thứ ba. Cộng đồng LGBT. Tôi tủi thân lắm. Mặt bà cầm mắc tôi rất là nhẹ dạ lắm tình cảm. Trời ơi. Anh là một người đàn ông. Anh mới nên lấy vợ đi cho rồi đi. Hôm nay khùng. Chứ giờ sao? Chứ tử đã xài đã rồi bắt tôi xài rồi. Không, tôi xài ảnh bữa giờ. Thôi thôi thôi. Tôi nói bà, ok hàng bà dắt. Hàng là hàng dìn cón nha. Không, không phải, ai biết, cô te rồi. Cô te rồi. Cô te chuyện bà cô với tôi mới không được. Bà cô rồi, bà bắt tôi xài rồi. Không có bốn gốc gai, anh nào đẹp trai tôi mê bốn thằng. Đó, bốn thằng đó. À, giờ nó quăng tao lên. Nè, tôi nói bà nghe. Ảnh á, tuy ảnh hết nước cốt nhưng mà ảnh cũng còn nước dảo, ok? Trời, trời, chết rồi ạ. Cà phê lúc nào cũng nước cốt, nó xong rồi còn nước dảo, nó nước ngáo. Thôi cởi đi, cho xin hai chữ. À, bà uống với tôi 50 đi, cho vui vẻ đó. Cả nhà đi. Này bây giờ bà muốn gì mà ok, tôi chặt cho giường lại cho... Hả? Cái này tự buồn trong lòng á, nhìn là biết rồi. Mày nói cái gì mày xàm quá. Tao uống rồi, uống rồi. Lấy con bia cho Yến Tử đi. Thôi đừng khóc nha Yến Tử. Khóc nữa rồi lát nó nhóm khóc nữa nha. Coi chừng cục sạc quên hơn. Không phải là nhóm khóc. Mà tao nói là anh Hưng Trần ảnh kìa. Anh sắp xếp. Trời ơi. Ôi trời. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời mọi người. Này kiếm được cái quán này vừa mát vừa mẻ mà vừa có em mút đồ nữa mọi người. Ơi. Ôi ghê là mút hiệu quả. Bới cho cầm đi. Bới cho cầm hả? Anh làm cho. Không. Ai làm? Yến. Thôi để gọi điện bà Trang tới bới cho bà. Thôi con bới xà lắm. Mập về bới cho bỏ đây kìa. Người ta biết hả? Không? Thôi mà. Là bà ăn miếng ớt này bà thích ăn ớt. Đúng rồi mà. Ồn với má. Chụp chụp dư vậy má. Thôi đủ rồi. Thấy mày luôn hả? Tháng 7 con hồ luôn hả? Chụp chụp dư. Ê lấy bò với cái rau củ kìa. Thôi lửa rồi. Đây nè, cơm chiên bò nè, cá lụa mọi người ơi. Xuất sắc. Dễ đi nè. Mọi người ơi, lần thứ hai nha mọi người. Buồn nữa là buồn trong lòng á. Mẹ là gì? Buồn đi em. Đánh nhiều lâu rồi nè. Mấy thứ hai là người đàn ông. Anh ấy nhanh đến giờ đi. Rồi em làm gì nè, em khép nét đi. Ai ngồi đi. Trời. Hôm qua có gà có nấu gì không mà sao tự nhiên hôm nay nấu nhiệt tiền vậy ta? Khép nét gì chưa? Không ai biết gì hết trơn á, sáng giờ ai biết đó, tự nhiên nó ba trợn ai biết. Sáng giờ chắc bị ai tác động nữa rồi. Tôi nói thiệt á, chỉ có tác động như vậy á. Quan anh có những cuộc gọi nào không? Bị tác động rồi phải không? Bị tác động rồi. Anh cũng chúc mừng em nha. Vì em đã nghe lời những tác động. Có không nghe là em muốn nghe lời ai hết trơn nha. Có nào hôm qua đi diễn bị gì đâu?
Hay là qua đi diễn khác là ngon hơn em rồi. Dạ, anh em nói nè, anh ấy về đi rồi giờ già. Thôi thôi chết mẹ. Già đang con nhỏ còn ngây thơ. Đúng không ông Cầm? Không biết. Cái gì? Trời, ông Cầm này cười hoài lắm. Hoài lắm đó mẹ. Trời ơi, ông má chuyện vợ chồng mày mất mấy gì nữa làm. Không, má tối đi nhắn tin cho anh Kinh đi liền. Tôi biết cho đồ nữa. Đừng có vậy, đừng có hả như vậy Yến Tử. À, vậy là tôi biết rồi. Tại sao mà hôm nay Yến Tử buồn rồi? Mọi người biết sao không? Bà Cầm nhảy vô, ok, cua lại, giành giật giành lại. Trời ơi, chạm quá. Khổ chỉ có cái chuyện đó rồi, ok, mới làm Yến Tử buồn thôi. Chỉ có mất chồng hoặc mất tiền mới buồn thôi. Có ăn cái thủy quả cười đi. Cái mày vừa ăn mắc cười vậy. Sao nó thiệt, nó buồn quá à. Có ăn không, không muốn hả, uống nữa. Đó vậy? Buồn đi. Buồn. Bây giờ lát nguyên nhóm đây khóc hết trơn luôn. Không, không ăn. Nay có gì đâu buồn, tào lao. Dạ. Rồi đây má. Ăn nãy giờ 50 nha. Xong rồi giá gỗ kêu buồn. 50 nha. Không, má cái này đang vô cái bà ra. Bà ra, bà hút thuốc mới làm nè. Ê, tao tính cái gì lộn mày. Hỏi cái gì? Vô nè. Bác Hồ tính đủ chưa? Không, không có liên quan gì Bác Hồ. Tao đang tính vụ kia. Không biết vụ gì luôn. Tính vụ gì đó. Tính vụ cái trả này hả? Đủ chưa? Đủ chưa? Có cái gì không? Anh về bạn đó chưa? Cái gì? Bạn nãy em ca đó. Cái gì em? Bạn đi cái ý gì á? Cái gì? Anh ấy về đi giữa giờ nha. Và đàn con nhỏ còn ngây thơ. Còn em chỉ sống bơ vơ. Tình ta tình lờ với nhau. Thì xin lấy hẹn mai sao làm. Không kịp nữa đó. Dừng bước cho không nổi chân rồi đó. Thôi lấy rượu con đi. Chở đầu quá. Tụi chở đầu lại. Mày đừng nước có đưa, nước đưa. Ta lại mày. Ta không ăn. Không, không. Tao không ăn nha mày. Tao không ăn. Không ăn nhịn. Ăn gì? Ổng cho bạn nói mày ăn đi vợ chồng mà. Không, nước tương mà. Nước tương mà. Tao lại mày luôn á, quỷ. Quỷ nào? Quỷ nào? Nước tương mà nói gì trời. Bỏ nó cho bà. Bà cứ bà ngồi ra đi, bà đừng có bớt bà. Bỏ nó quá gì trời. Rồi. Nhưng ổn nào ăn có bữa ăn. Bạn đại miếng thịt bò đi, bà có sức khỏe. Ăn trộm cái mắt này mà. Nhưng bất ổn có bữa ăn cái lộn lum lên. Cơm cháy ra nữa. Còn cơm cháy nha mọi người nha. Cơm cháy, cơm cháy, chà bông. Ngát là nó chửi. Cơm máu. Cơm bữa ăn đây, đây chửi. Lát chửi. Cái ngày nào cũng có cái gì mà bùng nổ hết trơn vậy trời. Bên đây tình cảm, bên đây cái lộn. Anh làm Yama có đó. Ủa uống mấy lon rồi? Chị uống hai lon rồi đó. Đã chuẩn bị lên rồi ba. Em uống tới luôn đó, hôm nay. Tới đúng không? Tới luôn. Chị tới, em tới chị. Không sai, em về luôn hôm nay. Chị lát là chị sai, em chưa sai, chị đâu về sao được. Hả? Phải là cùng nhau sai chứ. Mày thân bụi. Ừ, tự sao mày không lấy cái cô đó chuyên à? Cô nào? Cô em đạp dẹp á. Cô lấy cái bẫy. Để cái bẫy đi mà mình chơi. Mà hết bẫy nó quắt luôn. Không, đá mà đá mà thú gì mà quách gì